Trương Thị Mai dính bê bối ở Lâm Đồng như thế nào và vì sao khó thoát tội. Mạng xã hội đang loan truyền tin đồn sắp có vụ nổ cực lớn như thường trực Thưởng và Huệ trong một ngày gần đây. Điều này đã khiến cho trưởng ban tổ chức Trung ương, thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai trở thành tâm điểm của dư luận. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 6 tháng 5 loan tin Bí thư Thành ủy vắng mặt 10 ngày, bà Ngô Thị Mỹ Lợi tạm thời điều hành Thành ủy Đà Lạt. Bản tin cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã giao cho bà Ngô Thị Mỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực tạm thời điều hành Thành ủy Đà Lạt trong thời gian ông Đặng Chí Dũng đi vắng. Bản tin trên báo Tuổi Trẻ về việc Bí thư Thành ủy Đà Lạt tự nhiên mất tích. Theo đó, người vắng mặt tại cơ quan không có lý do là ông Đặng Chí Dũng, 57 tuổi, quê tại Tiền Giang. Ông Dũng từng là phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, sau đó lên giám đốc sở này. Tháng 12 năm 2020, ông Dũng trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Đến tháng 12 năm 2022, ông Dũng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Lạt, nhiệm kỳ 2020-2025. Đầu tháng 1 năm 2024, tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ông Đặng Chí Dũng đã bị mời đi Hà Nội từ ngày 4 tháng 1 cùng với ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Đến ngày 24 tháng 1, ông Quận bị Bộ Công an khởi tố bắt giam, nhưng ông Dũng lại được thả cho về. Trong thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ bê bối lớn tại siêu dự án Đại Ninh, khiến Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận và Chủ tịch tỉnh Trần Văn Hiệp bị khởi tố tạm giam do có liên quan. Hai lãnh đạo này được cho là có liên quan đến bà Trương Thị Mai trong việc bà Mai can thiệp và sửa kết luận thanh tra dự án thuộc công ty Sài Gòn Đại Ninh. Bà Trương Thị Mai và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Siêu dự án khu đô thị Nam Đà Lạt của công ty Sài Gòn Đại Ninh được Ủy ban Nhân dân Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010 với tổng diện tích sử dụng lên đến 3.595 ha và tổng vốn đầu tư lên tới 25.000 tỷ đồng. Theo tiến độ đầu tư, dự án này được triển khai từ năm 2010, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2018. Tuy nhiên, kể từ khi được giao đất, giao rừng, chủ đầu tư đã để rừng bị phá và lấn chiếm hơn 368 ha. Đến năm 2017, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có quyết định yêu cầu công ty bồi thường thiệt hại về tài nguyên rừng tổng cộng 6,6 tỷ đồng. Nhưng đến giữa năm 2020, doanh nghiệp này mới chỉ nộp có 1,6 tỷ đồng. Đó là lý do khiến cho Thanh tra Chính phủ ra kết luận thanh tra vào tháng 6 năm 2020 đề nghị tỉnh Lâm Đồng cho chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất đã cấp cho dự án này. Tuy nhiên, sau gần một năm, vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã ký kết luận thanh tra số 1033 về việc sửa đổi một số nội dung kết luận thanh tra trước đó của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, kết luận thanh tra mới đã rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động thu hồi đất đối với dự án của công ty Sài Gòn Đại Ninh trước đó. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giãn tiến độ, điều chỉnh và gia hạn cho dự án này. Đây cũng là lý do vì sao ông Trần Văn Minh lại qua đời vào tháng 3 năm 2023 trong một cái chết đầy nghi vấn với lý do bị hoài nghi là chết để chạy tội. Đáng chú ý vào tháng 11 năm 2021, công ty Sài Gòn Đại Ninh đã có một văn bản đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án lên từ 25.000 tỷ đồng tới thành 30.000 tỷ đồng, tức là tăng 20%. Sau đó dự án này đã được sang lại cho đại gia Nguyễn Cao Chí và ông Chí dự định bán lại cho bà Trương Mỹ Lan. Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm. Đến nay vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được làm sáng tỏ trong vụ án này. Theo đó, tại sao vào tháng 6 năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận đề xuất chấm dứt hoạt động và thu hồi dự án? Vì lý do gì mà sau đó một năm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh lại sửa đổi kết luận này cho phép gia hạn sử dụng đất? Công luận đặt ra câu hỏi, việc thay đổi này có đúng quy định và hợp lý và cũng có những động tác từ đâu dẫn tới việc thay đổi này hay không? Xin nhắc lại, giới thạo tin cho rằng bà Trương Thị Mai đã lấy cương vị lãnh đạo cấp cao, nhiều lần thúc ép và đe dọa các lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, buộc họ phải tiếp tay cho đại gia Nguyễn Cao Chí và bà trùm Trương Mỹ Lan. Kể cả những cáo buộc, bà Mai đã được Bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận biếu một biệt thự khủng ở Sài Gòn bằng tiền tham nhũng.
chúng ta hãy cùng chờ xem câu trả lời từ Bộ trưởng Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Trương Thị Mai đã dính líu tới bê bối ở Lâm Đồng như thế nào và vì sao khó thoát tội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Thủ tướng yêu cầu Tô Đại xử lý hồ sơ sở hữu chéo, có ý đồ gì? Hiện tượng sở hữu chéo đang rất phổ biến tại Việt Nam. Mục tiêu của sở hữu chéo chính là lũng đoạn thị trường. Sở hữu chéo hiện nay không chỉ là mối lo cho nhà nước, mà còn là mối lo và ác cảm với các doanh nghiệp và cả người dân. Sự lũng đoạn của các nhóm này đã biến các tổ chức và cá nhân, nhà đầu tư trở thành nạn nhân. Báo chí loan tin về yêu cầu của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Tờ báo Người Lao Động vào ngày 3 tháng 5 đưa tin, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tham gia xử lý hồ sơ sở hữu chéo ngân hàng. Bản tin cho biết, chỉ thị số 14 CT vào ngày 2 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xử lý dứt điểm vấn nạn sở hữu chéo. Theo đó, một trong những nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ đưa ra là phải giảm thiểu tiêu cực lợi ích nhóm sân sau. Giới phân tích cho rằng, nhiều năm qua, vấn nạn sở hữu chéo vẫn nhức nhối tại Việt Nam. Điều này làm gia tăng một số rủi ro như tăng vốn ảo có việc đi vay để đầu tư, góp vốn để sở hữu lẫn nhau, thông qua các công ty con. Ngoài ra, vấn nạn sở hữu chéo còn tạo một hệ lụy khác, đó là rủi ro thâu tóm, chi phối của nhóm cổ đông lớn và những người có liên quan. Vụ việc xảy ra tại ngân hàng SCB là một điển hình của tình trạng sở hữu chéo khi có đến 90% vốn cổ phần của ngân hàng này thuộc sở hữu của nhóm bà Trương Mỹ Lan, khiến ngân hàng đã bị chi phối, gây thiệt hại cho cả thị trường tài chính và nền kinh tế lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ. Sự đổ vỡ của ngân hàng SCB là một ví dụ về sự buông lỏng quản lý của nhà nước, tạo kẽ hở cho bà trùm Trương Mỹ Lan và đồng bọn lạm dụng vai trò sở hữu chéo để làm giàu bất chính và lũng đoạn thị trường kinh tế. Và kết quả, chính phủ đã phải nỗ lực can thiệp để giải cứu ngân hàng SCB bằng cách bơm tới 24 tỷ đô la để mà cứu trợ. Điều này gây ra những hậu quả rất lớn cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh các cuộc xung đột quốc tế đã và đang ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế toàn cầu. Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính hiện nay. Theo giới chuyên gia, SCB là một ngân hàng thương mại lớn. Ngoài việc để mất niềm tin, sự sụp đổ của ngân hàng SCB rất có thể sẽ gây ảnh hưởng khiến sự đổ vỡ lan truyền tới toàn bộ hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Nhiều dấu hiệu cho thấy có vẻ như chính phủ sẽ hụt hơi và không đủ khả năng để giải quyết việc khách hàng rút tiền ồ ạt tại nhiều ngân hàng cùng một lúc. Tình hình càng tồi tệ hơn khi các ngân hàng đã phải giảm mạnh hoạt động cho vay, ảnh hưởng đến nền kinh tế khi hàng loạt doanh nghiệp thiếu vốn trầm trọng. Lý do mà các ngân hàng đưa ra đó đã phải rất thận trọng trong việc cho vay do chịu tác động của tâm lý từ vụ lừa đảo quy mô lớn của Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Đáng chú ý hiện nay, sở hữu chéo chỉ xảy ra tại các doanh nghiệp lớn. Chỉ có những siêu đại gia mới đủ khả năng tận dụng quyền lực ngầm của họ, thâu tóm nguồn vốn từ ngân hàng mà họ sở hữu để đầu tư vào các dự án bất động sản và siêu ảo diệu của họ. Nếu hiện tượng này không chấm dứt, nó sẽ trở thành một điều hệ lụy rất nguy hiểm cho đất nước. Một tập đoàn kinh tế bất động sản lớn thường sở hữu cổ phần trong một ngân hàng thương mại nào đấy. Đây chính là sở hữu chéo. Câu hỏi đặt ra là ai mới thực sự là người chủ của các ngân hàng và người nào thực sự chi phối định chế tài chính đó đến mức độ như có thể nào đó thì khó có thể biết được. Ông Dương Công Minh và tập đoàn Him Lam được cho là mục tiêu tiếp theo của Bộ Công an. Ở Việt Nam, việc sở hữu chéo giữa các ngân hàng và các công ty bất động sản cùng tình trạng quản lý yếu kém và tham nhũng của các cơ quan nhà nước lâu nay đã trở thành cuộc khủng hoảng rất lớn âm ỉ cháy trong ngành ngân hàng. Theo đó, hầu như 100% các tập đoàn kinh doanh bất động sản nổi tiếng đều dính tới sở hữu chéo, cứ kiểm tra sẽ thấy bùng bét như thế nào. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc yêu cầu Bộ Công an kiểm soát sở hữu chéo có gì liên quan đến những ý kiến cho rằng cách làm ăn của Minh Xoài không khác gì bà Trương Mỹ Lan.
Him Lam Group của Dương Công Minh, tức Minh Xoài, cũng phát hành trái phiếu, cũng huy động vốn ồ ạt. Đồng thời, tập đoàn này cũng vi phạm quy định về sở hữu chéo, cho vay, sân sau. Cũng xin nhắc lại, sở hữu chéo là hiện tượng các doanh nghiệp và các ngân hàng nắm giữ cổ phần tại các ngân hàng khác nhau để thao túng hoạt động cho vay tại các ngân hàng. Việc sở hữu chéo nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng và an ninh tài chính, tiền tệ an toàn hơn là điều cần thiết nên cần phải xử lý dứt điểm. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Thủ tướng yêu cầu Tô Đại xử lý sở hữu chéo với ý đồ gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.